anh nghèo nên chẳng nhận kim cương. Tặng em theo sinh nể tơ hồng, thì đây anh đang nhận khó. Tặng em coi như bó mỏ, nào anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cũng chẳng hơn anh, nhận anh trao nhân có chân thành. Nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vách gỗ, thầy mẹ có vẻ ứng lòng. Em ơi anh đâu có ngờ tình đã như cánh diều bay, bay cao đất chỉ cho diều, diều nó bay đời gian dối nhiều. Về tung nhận có xa sân, để đéo vô nhân cưới huy hoàng. Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em phải bận tâm gì? Chẳng hơn anh, nhận anh trao nhân có chân thành. Nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vất vả, thầy mẹ có vẻ ứng lòng. Cho diều, diều nó bay đời gian dối nhiều. Em về túc nhận có ra tên, để đéo vô nhân cưới huy hoàng. Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em phải bận tâm gì? Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em phải bận tâm gì? Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em em. Vâng, trung tâm điện tử Lãm Hoa xin trân trọng kính chào toàn thể các anh chị em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh của điện tử Lãm Hoa. Vâng, trên màn hình nhỏ của toàn thể các anh em, đây là một không gian karaoke. Đây là một bộ dàn karaoke mà được trung tâm điện tử Lãm Hoa đang test cho anh Trương Văn Nam. Vâng, anh Nam anh ở
huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Mà trung tâm điện tử Đám Hoa đang test ra một bộ dàn karaoke cho anh, gồm có 5 sản phẩm. Để chi tiết từng sản phẩm bên trung tâm điện tử Đám Hoa, xin giới thiệu cho anh Nam cũng như là toàn thể các anh em hiểu rõ hơn một bộ sản phẩm của anh Nam. Vâng, đầu tiên là một chiếc đẩy công suất Martin P2.4 chạy 16 sò có bù áp. Một chiếc đẩy công suất P2.4 chạy 16 sò có bù áp rất khỏe. Và trung tâm điện tử Đám Hoa đang đấu ghép cho một cặp loa bắt 30 và một chiếc kẹt cho anh Nam. Còn đây là một dòng đẩy công suất bãi của Martin chạy rất khỏe. Và thứ hai là một chiếc Equine của hãng DBX, vâng, mã số là 2231. Còn trong một cấu hình bộ dàn karaoke thì chiếc Equine có nhiệm vụ, nó được giao nhiệm vụ và chức năng xử lý làn nhạc. Vâng, với 62 cần tinh chỉnh, rất nhạc rất chi là hay. Còn đây là một dòng lọc cực kỳ chất lượng. Và tiếp theo, thứ ba là một chiếc vang B30. Còn đây là một dòng vang B30 có chức năng và hệ thống chống giữ của micro. Một cấu hình karaoke, một bộ dàn karaoke như thế này thì chiếc vang nó được giao nhiệm vụ và đảm nhiệm chức năng xử lý lời. Và với một dòng vang B30 nó xử lý lời rất là hay, và tiếng rất là mềm dẻo. Và tiếp theo là một cặp mic Panamax Pro 8000. Còn đây là một cặp mic Pro 8000. Hát karaoke với một cặp mic không dây Pro 8000 rất là đẳng cấp, tiếng hát rất bay và nhẹ. Vâng, và thứ năm cuối cùng là đây là một cặp loa ôm. Và đây là một cặp loa ôm hàng bãi xịn của anh. Và sử dụng một chiếc loa bát 30 và một chiếc kèn với một dòng loa ôm bãi của Anh Quốc. Chất âm rất là hay, chất âm nghe rất là mát, rất là ấm. Có tiếng sáng tiếng và cực âm tiếng. Nó nghe không chói ngắt. Có tiếng bass rất sâu, sâu chắc. Một cặp loa bãi ôm của anh có mã số là RVK12, công suất là 480W mỗi thùng, loa có trở kháng là 8 ohm. Và bên trung tâm điện tử Đám Hoa đang test chọn bộ âm thanh karaoke cho anh Nam ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Vâng, đây là một cấu hình karaoke, một chọn bộ âm thanh karaoke của anh Nam. Vâng, đây là lón loa, màng loa, và đây là côn loa, lón côn. Vâng, rất nguyên zin luôn. Vâng, và đây là mặt sau. Đây là mặt sau của chiếc loa ôm RVK12, công suất 480W, loa có trở kháng là 8 ohm.
Vâng, rất là chất lượng với một cặp loa ôm hàng bãi của anh. Vâng, và các anh em có nhu cầu một cấu hình karaoke chất lượng, chọn bộ âm thanh karaoke, xin hãy liên hệ cho bên trung tâm điện tử Tấm Hoa theo số máy 0918249265 và 0974637646. Điện tử Tấm Hoa giao hàng toàn quốc. Còn đây là trung tâm đang test chọn bộ âm thanh karaoke cực kỳ chất lượng với một cặp loa ôm của Anh Quốc. Vâng, và đến đây trung tâm điện tử Tấm Hoa cũng xin thân ái chào tạm biệt toàn thể các anh em tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.